Rồi chào anh em. Cái này mưa, cái này mưa quá anh em ơi. Thì mình bữa nay mình nói về cái vấn đề là mình nhiều anh em cũng nhiều anh em hỏi mình lắm. Hỏi là con gà mà bị nổi đậu á. Hỏi con gà bị nổi đậu á thì mình trị làm sao? Mấy con gà nổi đậu á là mấy gà mà gành là lớn nha. Gà lớn gà nhỏ cũng vậy. Thường thường anh em thấy cái mồng ta bắt nó phát triển từ trước là đầu tiên là cái mồng á, ở trên cái mồng của nó sẽ nổi hột trắng nhỏ nhiều lắm, từ từ á, từ từ nó xuống cái mặt, nó xuống cái mặt, từ từ nó xuống với cái mang tai cái tích gì hết luôn. Thì đầu tiên con gà nổi trái đầu tiên là nó nổi trên cái mồng trước, thì anh em phải phân biệt là con gà nổi trái hay là bị mũi chích là nó khác nhau nha. Con gà nổi là kiến, nói chung là con nghĩa là con gà bị đậu á anh em ơi, bị nổi đậu á. Thì anh em mình chỉ một cái đơn giản thôi, không có làm gì mà nó phức tạp trên, nó khỏi thuốc men gì anh á, đợi cũng không hết à. Anh em phải lấy nghệ anh em cài với cồn, anh quét nó hết trên à. Cồn nha, không được rượu nha, đừng lấy rượu. Cồn á thì anh em sẽ quét nó ngày hai ngày tự nhiên nó lặn hết trên, mình cũng đơn giản lắm. Còn anh em nào không muốn làm vậy thì anh em làm cái viên ngâm bi á, viên bi 500 mình đó, anh em rắc ra lấy ở trong á, cái anh em lấy nước mình đó, anh em pha chút xíu nước vô, anh em quậy cho nó tan với nước hết đều hết đi, rồi anh em lấy cái bông gòn cái lau tay á, anh em chấm nó, chấm từng một vậy đó thì nó sẽ ok. Anh em đợi anh kia. Thấy nhà tiếng gà nghèo không? Nhà tiếng gà nghèo lắm, nhưng mà có cái tình nghĩa không có nghèo thôi. Nè anh em lấy cái cây này nè, cái ông Tâm, cái ông Tâm này, cái ông Tâm là cái lốc tay nè. Anh em nhắm, anh em trúng nhúng vô nhẹ với âm bì ra với cái nước đó, anh em chấm là tự nó cũng hết nữa. Nhưng mà cái mình làm gà con á, nếu mà gà con gà nhỏ á thì cái này các anh em được cái chấm cái này giống con mắt con gà là mình đu nha. Anh em lấy mấy con gà nhỏ nhỏ vậy, mấy gà con mà cỡ tháng mấy hai tháng nó cũng bị đó, thì anh em lấy càng ngại với cồn anh em chấm, ngại với cồn này nè chấm, anh em chấm vô đừng có phải rực, cái đó đặc biệt là cồn 90 nha, chứ không có được rượu nha anh em. Anh em lấy nghệ cồn anh em chấm vô từng một vô mấy gà nhỏ đó, đừng có quét, tại vì gà nhỏ như quét quá nó chịu không nổi, anh em chấm nhẹ lên cái một nó hơi là con gà anh em tự nó hết, nó không sao cho nó khỏi chích thuốc, cỡ chích thuốc chích bệnh hết. Còn gà mà gà nhỏ thì anh em á, nếu mà gà con mà cỡ nhỏ nhỏ một hai ba mươi mấy mới có 3-4 ngày tuổi là có hút nhỏ đậu đó anh em, nhỏ là mũi á, do có vắc xin nhỏ đậu cho mũi gà là con gà anh em không bị đậu. Thì con gà bị đậu thì nó không phải là do nắng quá hay là mưa quá nó bị vậy, nó bị bệnh cũng như bị virus gì đó, bị nhiễm trùng, nó kêu là nhiễm trùng ngoài da. Thì anh em lấy cồn với khỏi gần muối trên nha anh em, anh em chỉ cần lấy cồn với ngại anh em cha quét lên, sức lên cái mặt nó quét lên mặt hết luôn, là ngày hay ngày tại những cái mặt cái đầu nó tàn nó tiêu nó trên nè. Thì anh em đừng có để con gà nó bị quá nhiều mình chỉ hơi lâu một xíu. Còn con gà anh em thấy cái mồng nó nổi trắng nhí trên mồng á thì anh em quét nó rất ok ha. Mấy gà nó đậu á là mình làm nó thấy là mình làm cái tự mình làm vậy là mình thấy nó rất ok. Rồi đó mình lấy em bì nằm dưới nước mình chấm không mà mình thấy nó cũng hết. Nhưng mà cái con gà này mấy gà lớn thì anh em lấy ngại anh em quét cái ngại với cọp 90 lên quét ok. Còn 90 mà dạng cồn mà cồn mà cái chai cồn mà người ta nướng mực đó anh em, kêu mực nướng đó, người ta tha nhúng vô cái nó qua lửa rồi hơi qua hơi lại con mực đó là nó chín đó, là cái cồn đó đó. Rồi cái này cũng gửi luôn cho Vũ Trần luôn, đã ví dụ Vũ Trần rồi mấy thằng thánh tai nhìn thằng não nữa. Cái mặt của tao vậy nè, tụi bay nói cái mặt tao ngáo, tao khờ vậy đó, mà tao khờ tao ngáo nhưng mà tao thích. Tao đi đâu người ta tiếp xúc với bất cứ người nào tao cũng thích tao hết. Mày nói tối ngày mày nói cái mặt khờ mặt ngáo đưa lên đây hoài, nhưng mà tao tự tiền tao là tao xài tiền của tao, tao đâu có nhờ tụi bay nuôi tao đâu mà bay chửi mặt khờ. Thì tao mặt tao khờ mặt ngáo đó, người nó hẳn với Dubai luôn á. Tao danh dự là con của mẹ tao với ba tao, khuôn mặt tao như vậy nè. Bây đừng có đánh, bây đừng có nhìn cái mặt người ta và đánh giá. Mà chủ tịch nước không cái mặt bây còn nó khờ dữ tao nữa.
mà làm chủ tịch đó, mà tụi bay hơi là cái gì hả? À, mà tụi bay vô tối ngày bay vô comment cái bọng bà là bay không thích tao, bay bí mẹ cái khỏi kênh tao đi nghe vũ trần nha. Còn mày nói mày muốn tới nhà tao á, rồi tao chấp nhận luôn, cái tay tao gãy tay đó, tao yếu xìu à, cái tay tao không có làm nặng được gì 2-3 kg vậy đó, thì muốn tới nhà tao mày tới thoải mái ha. À, đó là mày đừng có mày ghé nhà tao này nọ, mày ghé thoải mái, tao chấp nhận, mày ghé tao pha cà phê cho mày uống luôn á. Mày muốn chạy pha cà phê chạy đường như là cái gì mày cũng uống, tao tiếp hết trơn á, bắt cái bàn ra tao uống nước với mày nha. Khỏi nói tới nhà kiếm tao làm gì cho mệt. Mày nói mày biết nhà tao, biết tao ở đâu, mày tới đi tao thoải mái, tao bưng cái bàn ra tao uống nước với mày. Nhà tao nghèo lắm, con cái bạn hai cái ghế à, tới tiếp khách thôi à. Không ít tao mày biến mẹ kênh đi, mày coi chi cái mặt tao khờ bật ngáo ha. À, mặt khờ bật ngáo mà tao đâu có lấy tiền tụi bay xài đâu, đúng không? Tao lên đây tao chia sẻ cho những anh em nào đam mê gà mới biết chơi, không có một người nào mà từ lúc mà đẻ ra mà lại biết nấu biết đọc hết nha anh em, rất ít người vậy. Phải học từ từ mới có nói, người ta mới trải nghiệm, ta kêu đường đời đi mãi không hết á. Bác học hoài không hết mà. Vì trong cái con gà này chiên sâu á, là tao lên chia sẻ cho người ta, anh em nào đam mê á vô coi. Còn tụi bay không hết, bay biến mẹ đi. Cái đã tao bay nói cái mặt tao ngáo, mặt khờ, mặt ngu. Cái đó mặt khờ, mặt ngu, mặt ngáo gì đó. Mà từ nhỏ lớn tao không có xin tiền cha mẹ, tao tự lập từ nhỏ tới lớn, thấy không? Còn tụi bay hơn tao được cái gì hả? Xin tiền cha mẹ xài gì, tao biết bay già bay trẻ tao không biết nữa. Người ta nói mẹ gì đó, tụi bay hơn tao được cái gì, bay nuôi tao được không? Mặt khờ bắt ngáo, kệ người ta đi, mà coi chi đó, ghét người ta mà tối ngày cái clip đăng clip mà lên bay vô ỉa là ăn, bay vô ăn hoài. Mà tao không biết bay nhục không, cái clip tao có chữ, tao chữ tụi bay vậy, mà tao nhảy vô bay ăn hoài nha. Tụi bay vô câu là bay ăn cứt tao đó, tao mới cần tụi bay vô. Nó đã ghét tao mà tối ngày bay vô làm cái gì? Tao lên tao đam mê những anh em nào đam mê gà giống tao, cái gì tao hiểu biết tao chia sẻ cho người ta. Hồi đó tao cũng vậy, nhỏ tao đâu, tao hỏi người nào cũng giấu vậy, tao mới từ cái đó tao mới làm ra cái clip như vậy. Còn tao bay á, hay giỏi hơn tao gì đó, mày giỏi hay mày biết rồi, mày khỏi coi nha. Coi cái clip này xong rồi mày biết nó nghe vũ trần, mày đừng có câu nữa, mày coi cái clip của tao là mày ăn cứt của tao đó, mày biết. Mày ngu quá à, tao chửi mày hoài, tao bay vô ăn hoài, mà tao chửi hoài, tao bay vô câu hoài, tao không có cần tao bay coi. Tao cần là những anh em nào đam mê gà giống tao thôi. Còn tụi bay tài bay giỏi gì đó, tài ba gì đó thì kệ tụi bay, bay nuôi gà cách nào kệ tụi bay đi, khỏi vô coi nha. Rồi nãy giờ mình xin lỗi anh em nha, tại vì mình chửi mấy cái hàng đó thôi, mấy thành phần đó. Còn dạng anh em đam mê gà giống mình á thì mình chia sẻ anh em cách chỉ đạo cho gà, là nó như vậy thôi. Con gà lớn thì anh em làm như vậy, anh em quét nhà với cột 90 lên là con gà anh em tự nó hết, sẽ rất ok. Mình cái rượu muối con gà không hết nha, còn đặc biệt là còn sát trùng còn dữ hơn nữa. Đặc biệt là còn á, cái chắc này chắc kia nó vô con gà nó mới hết. Thì con gà bị nó đậu, anh em lấy còn, anh em với phai với rượu, anh em với lộn còn với nghệ anh em quét lên nó ok. Còn vậy mà gà nhỏ thì anh em lấy cái bông tầm mình anh chấm nó nha, chấm nhỏ lên cái mầm, cái mạch nó bị nổi đó. Thì con anh em nuôi gà đấy đừng có để cho nó quá nhiều. Mấy con gà nó đậu, gà nhỏ mà giờ nó đậu nhiều, nó trái kia nó trái đó, nó sẽ bị nó trái là mấy gà mổ méo đó. Anh em xem thấy mấy gà mổ chiếu mổ méo á, là tại hồi nhỏ nó bị đậu á, nó giật cái mỏ méo luôn, chứ không phải là con gà nở ra nó dậy anh em. Nó đậu nó trái á, thì con nó trái nó đậu đường mắt luôn. Thì mình chia sẻ như vậy thôi, còn anh em thích hợp thì làm ha, thôi. Thì anh em có thuốc hang gì đó, thuốc tay thuốc bọng gì đó anh em mua đi, thuốc tay thuốc gì thuốc y anh em hết. Thì anh cái mình chia sẻ đây là những cái gì mình trải qua, mình làm rồi mình nó lưa lên. Còn anh em nào thuốc men hay gì đó thì anh em cứ vô bình luận gì đó chia sẻ rộng ra cho anh em, người ta chơi người ta không biết một cái, tại vì đâu có ai hiểu hết đâu ha. À, mình cứ có chia sẻ vậy thôi. À, mình chào anh em nha.